Hàng Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Đấy, người nhà kia anh vớt được là anh đang trong cái lều này. Đấy, người nhà là họ đến nhận người thân rồi đây các bác ạ. À, hôm nay là mình tìm thấy được một người rồi. Còn một người là mới dò được cách đây là tầm khoảng 5-6 km vẫn còn đang bị vùi trong cát và họ vẫn đang hút cát để tìm người ấy. Chính xác là tìm được một người thôi bác ạ. Còn một người nữa là máy dò là thấy có người ở cách đây mấy km nhưng mà vẫn đang hút cát. Không biết là hôm nay có tìm được hay không. Đấy, người nhà vẫn là đang ở trong cái lều kia để nhận người nhà rồi các bác nhé. Đấy, ở trong cái lều kia kìa mọi người kìa. Mới chính xác là tìm được một người thôi bác ạ. Còn một người nữa là máy dò là thấy có người ở cách đây mấy km nhưng mà vẫn đang hút cát. Không biết là hôm nay có tìm được hay không. Đấy, người nhà vẫn là đang ở trong cái lều kia để nhận người nhà rồi các bác nhé. Đứng chỗ này các bác nhìn chắc là rõ hơn này. Em không đứng sang bên đấy được vì các anh công an các anh không cho vào bên đấy. Đấy. Hàng Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Đấy, người nhà kia anh vớt được là anh đang ở trong cái lều này. Đấy. Anh đang ở trong cái lều này các bác này. Đấy, còn người nhà thì và bên pháp y là người ta nhận người thân ở bên kia rồi này các bác này. Còn đây đấy các anh pháp y này, người nhà rồi bên công an này đang ở kia nhiều lắm đấy. Đấy, người nhà là họ đến nhận người thân rồi đây các bác ạ. Hôm nay là mình tìm thấy được một người rồi. Còn một người là mới dò được cách đây là tầm khoảng 5-6 km vẫn còn đang bị vùi trong cát và họ vẫn đang hút cát để tìm người ấy. Đấy, nhưng mà vẫn chưa thấy các bác ạ. Còn chính xác là một anh này là tìm thấy rồi các bác nhé. Đấy, là anh Chí ở Chu Hóa sinh năm 86. Đấy, còn một người nữa là cách đây 5-6 km không biết là ai. Máy dò thì là thấy người bị vùi trong cát vùi trong cát rồi nhưng mà bây giờ vẫn đang hút cát chưa tìm thấy người các bác ạ. Cầu phao đang được thử nghiệm nhé, cầu phao trượt lắp nhé, cầu phao trượt lắp ạ. Khả năng bây giờ xuống để đưa lên cả nhà này, khả năng bây giờ xuống để đưa lên được cả nhà theo dõi của em nhé. Các chú đang đi xuống ở nhà nhé. Các chú thợ lặn đang đi xuống ạ. Đúng rồi, trời đang mưa to ở nhà nhé. Trời đang mưa to lắm ạ. Đây cả nhà nhìn nếu mà các chú đang đi xuống nhé. Cái này đây đã tìm kiếm được một nạn nhân nữa cả nhà mình nhé. Ồ đúng rồi ạ, đã hơn 10 ngày rồi, đến nay mới tìm kiếm được thêm một nạn nhân nữa. Mong sẽ sớm được tìm kiếm hết những nạn nhân xấu số để về với gia đình và người thân ạ. Nay đã hơn 10 ngày trôi qua rồi. Đúng rồi bạn ơi, hôm nay đang tìm được nhá, hôm nay tìm được rồi ạ. Đúng rồi, trời đang mưa to lắm cả nhà, trời mưa to lắm ạ. À rồi, ok, cảm ơn nhau rồi. Ở cầu này anh ơi, ở cầu sập đây ạ, ở cầu sập đây nhá. Cầu sập đây ạ. Ở cầu sập đây nhá. Các chú lực lượng chức năng đang xuống ạ. Đúng rồi anh ơi. Đúng rồi chị Minh Hằng ơi. Thấy ở vị trí cầu của nhà nhá, hôm nay tìm thấy ở vị trí cầu ạ. Đúng rồi, thấy ở trong vị trí cầu của nhà mình nhá. Đây cả nhà ơi, thợ lặn xuống rồi. Đấy thợ lặn đấy, đây là các vị trí các chú là thợ lặn cả nhà mình nhá. Đang là xuống để đưa thi thể lên đó ạ. 8 người mất tích thì tìm thấy 2 rồi, hôm nay lại tìm thấy được thêm người nữa nhá. Kia là anh Xuân, cả nhà nhìn thấy idol nào không ạ? Siêu tự nhiên trắng. À, tình hình là tìm được tài xế rồi.
tài xế anh. Trong xe hay ở ngoài? Trong xe. Trong xe luôn, vẫn còn tư thế thắt dây an toàn nhé. Vẫn còn tư thế thắt dây an toàn đấy. Chắc là lúc sợ lặn xuống đấy gọi là chắc chờ tài xế kiểu là chắc chỉ chờ cái hướng cabin phụ ấy, cho nên không thấy là lên thông báo bảo là không thấy người đâu. Vâng. Thì bây giờ cậu lên là người vẫn tư thế thắt dây an toàn, cũng chưa cởi. Vẫn đang ngồi trong tư thế thắt dây an toàn à? Sao anh nghĩ khả năng là tài xế này gọi là ta khi rơi xuống đó ta gọi là tác động cảnh báo đi tử vong hôm nay trước đó rồi, không kịp làm gì đâu, không kịp dây an toàn đâu. Ừ, nhỉ? Đấy bây giờ tháo lên mới nhìn thấy, các bác bảo là ui rồi anh lặn rồi không thấy. Nhưng mà cái xe cuối cùng rơi xuống đấy. Đúng rồi, cái xe lúc ấy mọi người để nhìn cái biển mà khẩu ấy cái đít lên trước ấy, trong bây giờ mấy cẩu ấy đầu lên ấy. Thấy người ghế lái luôn, bởi vì này, các bác phải nghĩ là cái hướng ghế lái tài xế nó nằm ú ở phía dưới. Ở vừa né nó nằm cùng. Bởi vì cái ghế phụ nó là tầm trên, bây giờ thợ lặn xuống sờ hết tay chỉ với được cái ghế phụ thôi. Đúng rồi. Bây giờ cái ghế nó nằm ở cái mé sát đất ấy thì bây giờ làm sao tìm kiếm được. Bây giờ lên thông báo bảo là không có người đâu, thế bây giờ mọi người cứ lo lắng là mất tích đâu, bây giờ lên đấy. Thế là cầu cái đầu lên là thấy. Thế rồi, vẫn còn là thắt dây an toàn, nó kiểu ấy không kịp làm gì. Chết. Rồi từ trên cao xuống là lực nước ấy, lực sắt. Thế là va chạm vào. Thế rồi chết tụ luôn ở đấy, như kiểu là ta xe tố chết tại chỗ như thế, đâm mà đít xe công kiểu đấy, tác động mạnh chết ngay. Vâng. Đấy là có anh vừa lên này nắm bắt được thông tin mọi người nhé, chính xác là 100% rồi cả nhà nhé. Đang tập trung rất là đông nhá. Đang tập trung rất là đông có. Nhưng bây giờ vẫn chưa đưa lên đúng không anh? Đang cẩu lên rồi, đang cẩu lên ép rồi, mọi người từ từ ấy, kiểu để có tinh thể ra đang trong tình trạng phân hủy đấy. Đang đang ở đấy đang đường đông. Đúng rồi, 100% chính xác cả nhà mình nhá. Đúng rồi cả nhà. Đây, chính xác 100% là có người cả nhà, có người trong cabin ạ. Có anh này vừa ở bên đó anh về anh đưa tin đâu cả nhà mình cũng biết đấy ạ. 100% là có người được cả nhà nhé. Cảm ơn các cô bác chú anh chị đã follow kênh ạ. Cảm ơn mọi người anh Trân Việt. Có bạn ơi, chắc anh này có nhá, tí nữa anh vẫn like mình nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Một con cano đã đang tiếp cận vào vị trí gần cầu của nhà mình nhé. Đây ạ. Ở nhà mình cũng chia sẻ nhé, chia sẻ để cho mọi người ở xa có thể nắm bắt được thông tin nhé. Mà anh ấy vẫn đang ngồi trong tư thế thắt dây an toàn cả nhà nhé. Anh ấy vẫn đang ngồi trong tư thế thắt dây an toàn và chưa làm gì, vẫn đang ngồi ở nguyên vị trí ở trong cabin cả nhà mình nhé. Chính xác là đang tìm đến một người ở trong đó cả nhà nhé. Đúng rồi anh xe tải ạ, đúng rồi cả nhà mình nhé. Đúng rồi ạ, thấy người trong xe nhé, anh ấy vẫn đang trong tư thế thắt dây an toàn cả nhà, vẫn chưa kịp để tháo ra hay là làm gì hết ạ. Trời vẫn đang, ở trên em vẫn đang mưa chị ạ, đang mưa nhé, chưa. Đang mưa như kiểu là mưa còn lác đác ấy. Các chú thuyền cano đang tiếp cận lại ạ. Đúng rồi chị Hoa. Đã 10 ngày trôi qua rồi, người nhà cũng rất là đau xót. Hôm nay đã nghe được cái tin và tìm thấy thi thể thì mọi người nhà cũng mừng lắm rồi. Anh thấy anh Chí rồi anh em ơi. Vâng ạ, thấy anh bảo tên là C sinh năm 1986, quê ở Chu Hóa cả nhà nhé. Anh ấy vẫn đang ngồi ở trong vị trí, vẫn đang ngồi trong cabin, vẫn thắt dây an toàn, còn chưa kịp cả tháo dây an toàn cả nhà nhé. Dù đấy là lực tác động của nước hay là va chạm gì đó đã vẫn chưa được, vẫn chưa làm gì hết ạ. Thì thấy bảo thợ lặn xuống xem không có, nhưng mà chắc là sờ bên ghế phụ thôi hay sao ấy, chắc là đốc lục xuống thì quanh đấy em cũng không biết được, em không nắm rõ thông tin. Nhưng mà bây giờ là có thông tin là anh đấy là vẫn còn ngồi ở trong tư thế vẫn thắt dây an toàn ạ. Vâng ạ. Cũng mong các chú thợ lặn sẽ được đưa anh ấy lên để đưa về cho người nhà, để bàn giao cho người nhà để được an táng hay gì anh. Cầu mong ạ.
Nam Mô Di Đà Phật ạ. À. Có bạn ơi đang các chú thợ lặn đang lặn xuống để đưa lên ạ. À. Ở ngay vị trí chân cầu của nhà nhá. Anh đấy à, vẫn ngồi ở vị trí là chưa kịp cả tháo dây an toàn ra. Chưa đắp cầu phao đâu bạn ơi, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm thôi ạ. À. Cảm ơn cả nhà mình nhé. Vâng ạ. À. Đúng rồi cả nhà mình nhé. Cảm ơn cả nhà mình ạ. À. Đang là tìm thấy được một anh tên là anh Chí rồi cả nhà nhé. Anh vẫn tìm thấy một nạn nhân rồi ạ. À. Anh ấy vẫn đang ngồi trong tư thế cabin cả nhà mình ạ. À. Đúng rồi cả nhà. Cảm ơn anh Phương Đặng và chị Phương Đặng đã gửi cho mâm bông hồng nhé. Thôi em. Sập cầu đúng rồi bạn ơi, sập cầu mình đã tìm thấy được một chú trong